Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chiều nay thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2016, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Thư viện Trung tâm huyện Đức Hòa bổ sung trên 4.300 đầu sách mới. Phần tin trong nước, nông dân tỉnh Cà Mau gặp nhiều khó khăn do tình hình khô hạn và xâm nhập mặn. Trên thế giới, lệnh ngừng bắn ở Syria có lung lay nhưng vẫn được duy trì. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để triển khai thực hiện các dự án khu cụm công nghiệp, hàng chục ngàn hộ dân đã chuyển đến các khu tái định cư sinh sống. Tuy nhiên thì chỉ có một số khu được xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh như khu tái định cư, khu hành chính tỉnh, khu tái định cư Hải Sơn. Còn các khu khác như An Nhật Tân, Nhật Chánh, Tân Phước vẫn chưa hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng hạ tầng không đúng thiết kế, chưa kiểm tra chất lượng công trình mà đã giao nền, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 50 dự án khu tái định cư với tổng diện tích gần 1.500 hectare, tập trung chủ yếu tại các huyện công nghiệp như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Chuột, Cần Đước và thành phố Tân An. Trong đó có 47 dự án đã triển khai với tổng số nền được bố trí tái định cư là trên 20.000 nền. Số nền đã giao là gần 14.000 nền, chiếm tỷ lệ gần 67%. Tiến độ giao nền cho người dân trong các dự án tái định cư còn chậm. Nhiều dự án kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thậm chí, nhiều khu tái định cư còn chưa hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, nên việc đầu tư xây dựng nhà ở còn hạn chế. Chỉ có khoảng 1.900 nền, chiếm tỷ lệ chưa đến 14% so với tổng nền đã giao, là có xây nhà ở, con số khá khiêm tốn. Để đẩy nhanh tiến độ giao nền và cấp giấy cho người dân tái định cư đối với các trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An và đang triển khai thực hiện tại một số khu tái định cư như khu tái định cư xã Long Hậu, khu chân cư tái định cư Nhật Chánh, khu tái định cư Xuyên Á chân chân. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để bài toán tái định cư vốn tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi phải có biện pháp chế tài đối với các nhà đầu tư trước khi cho chủ trương đầu tư. Có như vậy, người dân tái định cư mới sớm ổn định cuộc sống cả về chỗ ở và chuyển đổi nghề nghiệp. Thưa quý vị, năm 2016, Thư viện Trung tâm huyện Đức Hòa dự kiến sẽ mua bổ sung thêm từ 300 đến 400 đầu sách mới với nguồn kinh phí khoảng 10 triệu đồng để phục vụ cho bạn đọc tại địa phương. Riêng trong quý 1 năm 2016, sẽ mua bổ sung 150 đầu sách cùng với luân chuyển khoảng 4.000 đầu sách từ thư viện tỉnh. Hiện tại, Thư viện Trung tâm huyện Đức Hòa đã được đầu tư mua trên 15.000 đầu sách các loại cùng trên 4.000 đầu sách được luân chuyển từ thư viện tỉnh. Với các đầu sách đa dạng như lịch sử, chính trị, văn hóa, truyện và sách tham khảo cho học sinh, sách kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, cùng 15 loại ấn phẩm, tạp chí và báo từ trung ương đến địa phương được cập nhật thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý. Thư viện Trung tâm huyện Đức Hòa đang phục vụ khá tốt cho bạn đọc tại địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, Thư viện huyện Đức Hòa cũng mở cửa hoạt động, có cán bộ trực theo lịch để có thể phục vụ tốt nhất cho bạn đọc có nhu cầu. Việc bổ sung thêm các đầu sách mới tại Thư viện Trung tâm huyện Đức Hòa sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu khát sách tại địa phương, đồng thời góp phần làm phong phú và đa dạng thêm các đầu sách nơi đây nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào đọc sách và giữ chân được nhiều thế hệ bạn đọc trên địa bàn huyện, từ đó góp phần lưu giữ văn hóa đọc. Thưa quý vị, năm 2010, tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Long An, nữ điều dưỡng trẻ Lâm Thị Ánh Hồng về nhận nhiệm vụ tại khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng. Đến năm 2014, chị được chuyển sang khoa nội cho đến nay. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu, điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng luôn tâm niệm và xem bệnh nhân như người thân của mình và hết lòng, hết sức chữa trị cho bệnh nhân. Hiện tại, khoa nội Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng có 12 điều dưỡng. Trung bình mỗi điều dưỡng chăm sóc 4 bệnh nhân, nhưng có lúc khoa tiếp nhận trên 60 bệnh nhân. Nhưng chị Ánh Hồng cùng các đồng nghiệp không hề thấy mệt mỏi mà luôn ân cần chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân. Khi tiếp xúc, chị luôn xem bệnh nhân là người thân, luôn có thái độ ân cần, nhã nhặn, hướng dẫn tận tình từ chế độ ăn uống, luyện tập đến thời giờ uống thuốc, giúp cho bệnh nhân an tâm điều trị. Tôi nằm bệnh ở đây thì y bác sĩ, y tá điều dưỡng ở đây cũng tận tình chăm sóc cho tôi và riêng cá nhân cô điều dưỡng Hồng thăm hỏi rồi phát thuốc đúng giờ, cổ thường xuyên thăm hỏi, tận tình giúp đỡ bệnh nhân như tôi thì thấy là rất là thoải mái. Thì đồng chí Lâm Thị Anh Hồng là một điều dưỡng nhưng về rất là nhiệt tình trong công tác,
làm việc với một cái tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong giao tiếp thì lúc nào cũng hòa nhã, hướng dẫn người bệnh rất là tận tình và rất được các bệnh nhân yêu thích. Bằng nỗ lực của bản thân, năm 2015, điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng được Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng xét đề nghị Sở Y tế Long An tặng giấy khen vì có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể nói, Lâm Thị Ánh Hồng xứng đáng là nữ điều dưỡng tiêu biểu cả về tinh thần tự học tự rèn, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng của người thầy thuốc, thực hiện tốt 12 điều y đức và lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu trong lòng nhân dân. Những thông tin trong nước đáng chú ý sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin chiều nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các tổ chức cá nhân đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp có phương án sản xuất khả thi được duyệt sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ lại chay. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp, sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được cấp chứng chỉ thì thành phố sẽ hỗ trợ đến 100% lãi vay theo chu kỳ sản xuất, nhưng không quá 5 năm đối với một phương án được duyệt. Đối với đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiển, cá cảnh hoặc nuôi trồng thủy hải sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh đông, được hỗ trợ 80% lãi vay. Ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mua nguyên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và phát triển du lịch sinh thái được hỗ trợ 60% lãi vay. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% lãi vay. Nếu hộ nghèo vay từ quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố thì được hỗ trợ lãi vay 4% một năm. Thưa quý vị, tình trạng nắng nóng kéo dài đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh phía Nam. Hệ lụy từ thời tiết cực đoan không chỉ khiến cho hàng ngàn hecta lúa bị thiệt hại, mà còn khiến cho chi phí sản xuất lúa cũng vì thế mà tăng lên. Tất cả các yếu tố bất lợi đã khiến cho đời sống của người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự tại tỉnh Cà Mau. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là con sông chính tại ấp 4 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Lòng sông đã trơ lên nứt nẻ. Dù người dân trong ấp đã cùng nhau góp tiền để cơ giới, nạo vét kênh đến 3 lần, mỗi lần như vậy tiêu tốn hết 13 triệu đồng 1 km sông. Nhưng hiện nay vẫn không có nước. Người dân ấp 4 phải thuê xe ôm chở lúa ra đầu kênh lớn tập kết, sau đó được đưa xuống các ghe đi tiêu thụ. Tùy theo khoảng cách xa gần mà giá công vận chuyển cho mỗi bao lúa từ 6.000 đến 10.000 đồng. Không những vậy, sản lượng lúa năm nay tại địa phương cũng chỉ đạt bằng 2/3 so với mọi năm, trong khi giá bán lại ở mức thấp, chỉ từ 4.100 đến 4.300 đồng một ký. Cái tình hình lúa địa phương năm nay nó gặp nhiều khó khăn lắm. Một là cái đường kinh khô cạn đó con. Rồi cái giá lúa thì nó không có ổn định được. Có chủ thì nó mua 4.300, có chủ nó mua 4.100, phải chuyển qua tới mặt lộ là một tấn phải mất đi 100 ngoài ngàn, cỡ 150.000 trở lên. Thứ hai là cái mặt nước là ghe không có vô cân được, thành ra bắt buộc mình phải chuyển qua đây. Thứ hai là cái hạn sớm quá thì thành ra cái lượng lúa nó không đạt chi tiêu được. Những năm trước, thời điểm này, địa phương đang vào vụ trồng màu trên ruộng. Năm nay thì đành bỏ hoang vì không có nước tưới. Nước trên các sông đã cạn gần hết, còn nước giếng khoan thì yếu, chỉ đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Đến nay, nắng nóng và xâm nhập mặn đã gây cho Cà Mau thiệt hại hơn 20.000 hecta trong tổng số diện tích hơn 35.000 hecta lúa gieo cấy trên vùng đất nuôi tôm tại Cà Mau. Diện tích lúa tôm bị thiệt hại nặng nhất tập trung ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Thới Bình. Ngoài ra, toàn tỉnh có hơn 10.000 hecta diện tích lúa đông xuân bị thiệt hại do nắng nóng và xâm nhập mặn. Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, hiện có 23 cống trên địa bàn tỉnh đã có hiện tượng xâm nhập mặn. Trong đó, nặng nhất là các tuyến cống tiếp giáp với biển Tây. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình công văn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét mức độ thiệt hại để công bố thiên tai. Qua đó có mức hỗ trợ hợp lý giúp cho bà con giảm nhẹ gánh nặng thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, trước sự gia tăng số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại Tây Nguyên, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, hiện nay bệnh do virus Zika lây truyền chủ yếu qua mũi Aedes, loại mũi truyền bệnh sốt xuất huyết đang có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam nên người dân không nên chủ quan với căn bệnh này.
Bộ Y tế khuyến cáo để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần, cộng đồng cần thực hiện các biện pháp diệt đăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn. Thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình qua, bình bông. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. Bên cạnh đó, người dân nên tích cực dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết lưu hành tại hầu hết các tỉnh, thành phố có nguy cơ tăng cao vào các tháng mùa mưa. Bệnh sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, bùng phát 4 đến 5 năm một lần. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 390 triệu người trên thế giới bị nhiễm bệnh, trong đó có 500.000 người mắc sốt xuất huyết nặng phải nhập viện. Đây thực sự là căn bệnh nhiệt đới, lây lan nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sốt xuất huyết.